Xin chào các bạn. Đây là video đầu tiên trong chuỗi video về khóa học online từ vựng chữ Hán N2. Thì hôm qua chúng ta đã học video kanji rồi đúng không? Thì đây sẽ là video từ vựng đầu tiên nhé. Trước hết thì chúng ta cùng tìm hiểu qua một chút về hình thức học tập cũng như một số cái thông tin về khóa học để chúng ta có được cái lộ trình, có được cái định hướng một cách rõ ràng. Chứ đầu tiên là về hình thức học tập này. Các bạn sẽ học qua 3 hình thức. Đầu tiên là học qua video quay sẵn, thứ hai là học online trực tuyến và thứ ba là học qua nhóm Facebook. Chi tiết về khóa học như sau. Đầu tiên, với việc học qua video quay sẵn ấy, chúng ta sẽ có hai phần, đấy là phần kanji và phần từ vựng. Thì với phần kanji thì hôm qua mình cũng đã nói rồi, các bạn sẽ học tổng cộng là 25 video dạy chữ Hán, trong đó có 20 video dạy chữ Hán dựa theo giáo trình Read and Learn Kanji, cải biến từ Look and Learn Kanji tập 2, và 5 video dạy bổ sung 100 chữ Hán N1 dễ xuất hiện ở trong đề thi N2. Cái này thì là cái mà mình lựa chọn dựa trên cái kinh nghiệm giảng dạy của mình. Tiếp theo là chúng ta có 45 video dạy kiến thức và chữa bài tập từ vựng theo giáo trình chính. Giáo trình chính của chúng ta là giáo trình Shinkansen Master. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 45 video nhé, vừa học từ mới vừa chữa bài tập, và 5 video chữa đề tổng hợp chữ Hán từ vựng theo tài liệu luyện thi. Về học online trực tuyến thì chúng ta sẽ có 5 buổi học qua live stream Facebook. Học live stream chúng ta sẽ học về chữ Hán, và 5 buổi học qua Skype là học về từ vựng. Thứ ba là học qua nhóm Facebook thì sẽ là đăng bài tập và trả lời các câu hỏi của các bạn. Về giáo trình chính của sách chữ Hán đấy là Read and Learn Kanji, thì sang năm 2020, đầu năm 2020 thì mình sẽ xuất bản cuốn này. Do vậy thì hơi đáng tiếc là vì một số lý do bản quyền nên là mình không gửi cho mọi người được cái file của quyển này. Thế nhưng mà mọi người có thể tham khảo ở trên video, học ở trên video, và có thể là mình sẽ gửi cho mọi người cái file ở quyển Look and Learn Kanji tập 2 cũ. Đấy, nó cũng kết cấu nó cũng gần gần giống như vậy. Về mặt cách đọc của kanji, về mặt từ vựng, nó chỉ bổ sung cái chỗ là nó không còn phần hình ảnh nữa mà thay bằng một số cái thông tin tham khảo hay là chữ Hán tương tự thôi. Chữ Hán thì ngoài sách học chính là Read and Learn Kanji ấy, thì còn có quyển bài tập nữa. Quyển bài tập là quyển của Look and Learn Kanji tập 2 cũ. Đấy. Cái này thì file mình sẽ gửi cho mọi người và mọi người chủ động làm nhé. Cái này cũng sẽ không chữa, bởi vì thực ra bài tập kanji rất là dễ. Chúng ta chỉ có học thuộc cái chữ Hán rồi chúng ta gì nhỉ, chúng ta áp dụng vào, chúng ta tìm đáp án thôi, không có cái gì để phải chữa, rất là mất thời gian. Về từ vựng thì chúng ta học sách Shinkansen Master Goi N2 là sách chính. Tài liệu tham khảo là Mimikara Oboeru Goi N2. Thì hôm trước cũng đã gửi cho các bạn cái list từ vựng N2 của quyển này rồi, thì các bạn có thể xem ở trên đấy nhé. Về tài liệu luyện thi thì chúng ta sẽ sử dụng bộ đề thi N2 các năm từ 2010 đến 2018. Về hình thức theo dõi đánh giá kiểm tra ấy, thì sẽ theo dõi chuyên cần mức độ học tập qua việc điểm danh học viên đã xem video bài học tuần đấy hay chưa, của ngày hôm đấy hay chưa. Theo dõi việc làm bài tập trong sách giáo trình sau mỗi buổi học và bài tập bổ trợ cho thêm này. Đấy, thì bởi vì là sau mỗi bài chúng ta đều có bài tập cả, do vậy các bạn cần phải chăm chỉ làm nhé, tự giác làm đấy, thì chúng ta mới có thể tiến bộ được. Thực ra là mấy cái từ vựng các thứ ấy, đấy gần như là giáo viên chỉ đóng một vai trò rất là nhỏ thôi, còn cái chính vẫn là chúng ta phải phải học, bởi vì khối lượng từ vựng của N2 rất là nhiều đấy, nên tận 5.000 6.000 từ. Nếu mà chúng ta chỉ có xem video không mà chúng ta cũng không tự giác, chúng ta mang sách ra chúng ta học thì rất là khó để có thể thuộc. Đấy, mình cũng nói luôn là như vậy. Thì khi mà dạy thì mình sẽ nhắc về từ mới. Thứ hai là mình sẽ có những gì cần chú ý về cách dùng từ đấy thì mình sẽ nói cho mọi người. Về phần kiểm tra ấy, thì là sau hai bài kanji thì mình sẽ có một bài test gồm có 20 câu trắc nghiệm làm trong vòng 5 phút. Kanji chúng ta phải làm rất là nhanh nên chỉ có 5 phút thôi. Sau 3 bài từ vựng, phần 1 là phần mà từ vựng người ta xếp theo chủ đề. Thì sau 3 bài 1 thì chúng ta sẽ có một bài test 20 câu làm trong 15 phút. Và sau 2 bài từ vựng phần 2 sẽ có một bài test gồm 20 câu trắc nghiệm làm trong 15 phút. Hình thức kiểm tra thì thông thường là sẽ là đưa link cái bài kiểm tra đấy, và các bạn sẽ bấm theo thời gian quy định, là ví dụ như là kanji là 5 phút thì từ vựng là 15 phút đấy. Hôm nào mà có bài tập tổng hợp, bài tập dài thì có thể là thời gian nó dài hơn. Và các bạn sẽ không được sử dụng bất cứ một cái tài liệu nào, đúng nhỉ? Điện thoại rồi từ điển vân vân không được dùng. Đấy, coi như là khi nhận được cái link đấy, các bạn bấm vào một cái, các bạn bắt đầu, các bạn xác định làm, các bạn sẽ bấm đúng giờ và tự làm đấy. Sau khi bạn hoàn thành hết các câu hỏi và nộp bài ấy, thì sẽ có đáp án giải thích và chấm điểm. Ngoài ra thì có những cái thắc mắc gì thì các bạn có thể gửi về link Google Form mà đã thông báo trước đấy rồi. Đấy là toàn bộ cái thông tin về cái khóa học này. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học luôn. Trước hết là giới thiệu một chút về cái giáo trình
gì nhỉ, giáo trình từ vựng của chúng ta. Thì thực ra thì có rất là nhiều quan điểm chọn giáo trình học từ vựng, nhiều nơi thì chọn giáo trình là Mimi Karao Oboeru, thì thực ra cái đấy cũng rất là hay. Ví dụ như N3 thì mình vẫn áp dụng dạy sách Mimi Karao Oboeru, bởi vì là từ vựng nó khá là nhiều, với lại nó phân biệt chi tiết các cách dùng của cái từ đấy, có cả câu ví dụ nữa. Thế nhưng mà sang N2 ấy, thì cái khối lượng từ vựng của quyển Mimi Karao Oboeru không nhiều lắm, và rất là nhiều từ trong đấy chúng ta đã học ở trong N3 rồi đấy, gần như phải đến trong đấy là có hình như là có 1.000, hơn 1.000 từ, thì phải đến gần một nửa là đố các bạn N3 các bạn đã biết rồi đấy, thông qua kanji các bạn đã học được những từ đấy rồi, cho nên là chúng ta chỉ coi như là tài liệu tham khảo bổ trợ thôi, còn học chính là học quyển Shinkansen Master N2 thì khối lượng từ nó nhiều hơn. Quyển này tổng là có khoảng gần 2.000 từ, gần gấp đôi quyển Mimikara, mặc dù là nó không có nhiều câu ví dụ hay là nó không có quá nhiều cái cách dùng đi kèm với những từ nào, nhưng mà nó lại có cái phần hai rất là hay, đấy là nó phân biệt theo từng cái mục đích sử dụng từ, ví dụ như là từ đồng nghĩa, từ na ná nhau, rồi thì từ tượng thanh đấy, rồi thì phó từ vân vân. Phần 2 là phần rất là hay nhá. Còn phần 1 thì là học theo chủ đề. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Bài 1 này. Bài 1 chương 1, chủ đề là Ningen là con người. Bài 1 Shinrui, Yujin và Chijin. Chúng ta có Shinrui là họ hàng. Yujin là bạn bè và Chijin là người quen. Mọi người rất là hay nhầm cái từ Yujin, hữu nhân này, mọi người nghĩ đấy là bạn thân, đấy chỉ là bạn bè giống Tomodachi thôi, còn bạn thân thì phải là chữ thân với chữ hữu là Shinyu thì mới đúng nhá. Đấy, chúng ta sẽ vào phần từ mới này. Đầu tiên, một nhỏ là Kazoku Shinrui, những cái từ vựng thuộc chủ đề về gia đình họ hàng. Đầu tiên là Kazoku Shinrui. Chúng ta có cặp từ đầu tiên là Sosen và Sison. Sosen là chữ tổ ghép với chữ tiên, có nghĩa là tổ tiên này. Sison là chữ tử với chữ tôn, nghĩa là con cháu. Tiếp theo này, Sofubo kara mago made san sedai de sekatsu suru. Tức là Sofubo ấy là tổ phụ mẫu, có nghĩa là ông bà, đúng nhỉ? Gọi ông là Sofu, bà là Sobo, thì Sofubo là ông bà. Mago là cháu đúng không? Vậy thì có thế hệ là cháu này, con thì ông bà là ba thế hệ. Thì chúng ta có từ thế hệ trong tiếng Nhật là Seidai, chữ thế với chữ đại. Chứ người ta không ghép thế với hệ là Seike đâu các bạn nhé. Đấy. Nó là thế với đại, Seidai. Như vậy là ba thế hệ là San Seidai. Đây là ba thế hệ cùng sống chung với nhau. Ikade dekakeru, tức là cả gia đình. Ika đây là một nhà đúng không nhỉ, toàn bộ những người trong một nhà đấy, cả nhà cùng đi ra ngoài. Shinrui no atsumari ni deru, chúng ta có động từ atsumaru là tập hợp đúng không, thì Shinrui no atsumari, atsumari trong trường hợp này nó có thể là một buổi quây quần, một buổi gặp mặt, một buổi liên hoan chẳng hạn, thì đây động từ deru là có nghĩa là tham tham gia, tham dự đúng nhỉ, tham dự buổi gặp mặt họ hàng, tham gia buổi liên hoan họ hàng. Chúng ta thì ở người Việt, nhất là người Việt chúng ta rất là có hay có cái này trong những cái dịp như là giỗ chạp hay là Tết ấy. Đấy, có cái nét văn hóa truyền thống đấy rất là tốt đẹp đúng không? Tiếp theo này, từ số 5 này. Oyako ko suru. Chữ Hán là chữ thân, hiếu và hành. Có nghĩa là gì nhỉ? À, làm tròn đạo hiếu, thực hiện cái vai trò của người con đúng không? Đấy, hiếu thảo với bố mẹ nhé. Số 6 này. Jika natsukashi, nghĩa là nhớ nhà bố mẹ đẻ đúng không? Đây jika là nhà bố mẹ đẻ ra mình, sinh ra mình ấy. Natsukashi là chữ hoài trong từ hoài niệm, có nghĩa là nhớ nhung đấy. Có thể dùng để nhớ những cái mà mình đau đáu trong lòng, mình day dứt đấy, đúng nhỉ? Đấy, mình rất là mong muốn được gặp, rất là muốn được về. Ngoài cái dạng cái từ ai tai thì có thể dùng từ natsukashi đó. Câu số 7 này, watashi wa nani nani desu. Đây là một số cái từ diễn tả cái gì nhỉ? Cái đối tượng đúng không? Ví dụ Sanin Shimai no Sueko, chúng ta có từ Sueko, chữ Sue, bình thường là chữ mạt. Chữ mạt có nghĩa là cuối đúng không? Đấy. Chữ cuối thì Sueko có nghĩa là con út. Thì Sanin Shimai là gì đây nhỉ? Ba chị em. Câu này có nghĩa là tôi là con út trong ba chị em. Các bạn sẽ có cái ô vuông này thì các bạn sẽ điền những cái từ này lên cái ô vuông này nhá. Tiếp theo này, Hitoriko. Hitoriko có nghĩa là con một đúng nhỉ? Hay Futango là chữ song với chữ tử, có nghĩa là con sinh đôi. Đấy, đấy là một số từ. Sueko là con gì nhỉ? Con út đúng không? Hitoriko là con một này, Futango là con sinh đôi. Vậy thì các bạn sẽ hỏi con cả là gì đúng không nhỉ? Con cả thì chúng ta sẽ có ví dụ như là con trai cả sẽ là Chonan, con trai thứ sẽ là Jinan, con gái cả sẽ là Chojo đúng nhỉ? Trưởng nam trưởng nữ đấy, các bạn có thể dùng cái dạng đấy nhá. Tiếp theo là các từ vựng thuộc chủ đề về bạn bè người quen. Yujin, Chijin và Shiriai.
Ichi này, watashi wa nakayoshi desu. Nakayoshi, chữ naka có nghĩa là mối quan hệ. Yoshi là biến từ động từ yoi là tốt. À vậy thì chúng tôi có mối quan hệ tốt, chúng tôi là bạn tâm giao, chúng tôi là bạn thân với nhau đúng nhỉ? Chúng tôi chơi thân với nhau. Watashi wa shigoto nakama, chúng tôi là đồng nghiệp. Thì lát nữa có cái phần gokese là phần cách hình thành từ ấy, thì nó sẽ có cái từ nakama này, chúng ta sẽ ôn lại sau nhé. Chijin shiriai nga oi. Chijin thì đồng nghĩa với từ shiriai. Khi cái chấm có nghĩa là nếu mà một từ này nó có một cái chấm như thế này thì hai từ này đồng nghĩa với nhau đúng không nhỉ? Chijin và shiriai có nghĩa là người quen. Người quen thì tôi có nhiều. Người quen thì không thể nào mà bằng bạn bè được đúng không? Có thể là tôi chỉ gọi là biết biết sơ sơ người ta thôi. Samba Tanaka san no nani nani desu. Có okusama, goshujin. Okusama chính là lịch sự của okusan, nghĩa là vợ của Tanaka đúng không nhỉ? Rồi thì goshujin là chồng của Tanaka này. Tùy vào vợ hay chồng chúng ta dịch là anh hay chị nhé. Okasama chính là lịch sự của okasan. Otosama cũng là lịch sự của otosan thôi, là mẹ với bố của họ ấy. Ojosan là lịch sự của gì nhỉ? Lịch sự của musume đúng không? Musume-san. Và obochan là lịch sự của gì nhỉ? Musuko-san. Tiếp theo này, số 4 này. Tanaka shi go fusai. Đây là fusai, đây là chữ gì đấy nhỉ? Chữ chữ phu với chữ thê có nghĩa là vợ chồng đấy. Tanaka, đây là vợ chồng Tanaka. Tại sao lại có cái chữ thị này? Bởi vì khi mà người vợ lấy chồng Nhật ấy, đúng không? Thì họ sẽ được đổi theo tên người chồng, do vậy người ta để như thế này nhé. Tiếp theo, Tanaka Fujin, đây là phu nhân Tanaka đúng không? Thông thường diễn tả một cái người phụ nữ đã có chồng và có cái địa vị đúng không? Có cái vị thế cao, hoặc là mình nói một cách kính trọng. Roku, Shokuba, Shokuba là chỗ làm, nơi làm việc. Chúng ta có từ Yoshi. Yoshi là gì nhỉ? Cấp trên đúng không? Thì từ đối nghĩa với nó là từ buka. Cái chữ gạch ngang này là từ đối nghĩa nhé. Buka là cấp dưới. Đấy. Tương tự các bạn có từ gần nghĩa là từ gì nhỉ? Meue đúng không? Là người trên. Người trên này thì không phải là chỉ có chỉ. Ví dụ từ Yoshi. Yoshi này là, nó là trên về mặt thứ bậc trong công ty. Nhưng mà Meue thì có thể là mặc dù là người ta xin lỗi, Meue nó không chỉ là cái, không phải chỉ là thứ bậc về mặt địa vị mà còn có thể là tuổi tác ấy. Tiếp theo chúng ta có từ senpai. Senpai và kohai các bạn biết rất là rõ rồi đúng không nhỉ? Dùng trong cộng đồng tiếng Nhật dùng rất là nhiều. Có nghĩa là người tiền bối và người hậu bối, là người đi trước và người đi sau. Đấy. Nana này, nani nani no hito, meue và meshita vừa nói xong nhá. Đấy. Nghĩa là người trên, người dưới. Trên dưới này thì xét về địa vị này, kinh nghiệm này, tuổi tác này, vân vân. Chúng ta đặc biệt các bạn lưu ý cho mình cái từ meshita. Meshita viết bởi chữ mục và chữ hạ. Nó có hai cách đọc, một là đọc là meshita nghĩa là người dưới, ngược với lại từ meue là người trên. Cách đọc thứ hai đọc là moka. Moka. Đây, thử gõ ra đây xem, có không biết giờ đã gõ được chưa. Hôm qua gõ, hôm trước gõ kanji không ra. Không biết là sao nó cứ hiện ra cái này. Không được nhá, là chữ gì nhỉ? Chữ mục, mô này, chữ nhỏ này và cờ. Mục cờ có nghĩa là gì nhỉ? Hiện nay, ngày nay, nó giống từ ima, ima deo ấy. Đấy, lưu ý đấy. Một số từ khác ví dụ toshue. Toshue là người hơn tuổi. Toshishita là người kém tuổi, và người bằng tuổi là onaidoshi. Các bạn lưu ý không phải là onaji toshi nhá. Giống là onaji đúng không? Thế nhưng mà người bằng tuổi, người giống tuổi, người ta lại không ghép là onaji toshi mà sẽ là onai doshi, được chưa? Doshi và onai không phải onaji, lưu ý nhá. Tiếp theo, chúng ta có một số từ chỉ mối quan hệ. Tsukiai này, ichi shui no hitobito to. Người ta để cái trống này, vậy thì chúng ta sẽ điền vào cái gì vào đây cho thích hợp. Chúng các bạn có từ shui là chữ chu và chữ vi có nghĩa là xung quanh, nó giống như từ mawari ấy. Hitobito là số nhiều đúng không nhỉ? Thì động từ ở dưới này, shitashi tsukiai o suru. Tsukiai là mối quan hệ đúng không? Thì tsukiai o suru có thể dịch là có mối quan hệ này, hay là chơi đúng nhỉ, giao du này. Từ shitashi, shitashi là thân thiết đúng không? Thân này dùng cho bạn bè với nhau đúng nhỉ? Đấy, trong gia đình bố con với nhau không dùng từ thân shitashi này đâu nhá. Đấy, thì câu này có nghĩa là có mối quan hệ thân thiết với mọi người, chơi thân với những người xung quanh. Communication thôi là giao tiếp với mọi người đúng không? Thì từ này nó viết từ tiếng Anh ra.
Yakusoku nani nani mamoru là gì nhỉ? Giữ lời hứa. Cái này các bạn học trong N3 rồi. Ngược nghĩa nó là từ yabudu là phá vỡ lời hứa, đúng không? Không giữ lời hứa, hoặc là từ đồng nghĩa là torikesu, canceru, đúng nhỉ? Canceru suru có nghĩa là hủy lời hứa đấy. Tiếp theo này, tene na kotoba zukai de hanasu có nghĩa là nói chuyện một cách lịch sự. Đấy, ở đây có từ tene có nghĩa là lịch sự nhá. Kotoba zukai nó nghĩa là cách dùng từ, lời ăn tiếng nói, thì chúng ta không nên dịch là word by word, đấy là nói chuyện bằng cái cách dùng từ lịch sự, mà chúng ta sẽ dịch đơn giản là nói chuyện lịch sự thôi. Hajimete atta hito to akushu suru, đây là bắt tay người gặp lần đầu, đúng nhỉ? Akushu là bắt tay, còn vỗ tay, hakushu, các bạn không nhầm hai từ này với nhau nhé. Akushu và hakushu. Seto ga sensei ni ojigi o suru. Ojigi có nghĩa là cúi chào, đúng nhỉ? Đây là học sinh cúi chào giáo viên. Tiếp theo là phần sau khi chuyển sang phần học xong phần từ mới, chúng ta sẽ có phần gokese. Gokese là ngữ hình thành, tức là cái cách hình thành một từ, đúng nhỉ? Trong đi thi N2 ngày xưa nó sẽ có 5 câu và bây giờ nó chỉ còn 3 câu thôi. Ví dụ ichi này, những cái từ mà đuôi đằng sau là nakama thì nó nghĩa là đấy là bạn bè hoặc là người trong cùng một hội, cùng một lý tưởng với nhau. Ví dụ shigoto nakama là bạn đồng nghiệp, đúng nhỉ? Shigoto là công việc, đúng không? Thì shigoto nakama là những người mà có cùng một cái mục tiêu công việc như vậy, nghĩa là bạn đồng nghiệp với nhau. Benkyo nakama là bạn học, đúng nhỉ? Bạn học cùng nhau này. Nomi nakama là gì nhỉ? Bạn nhậu, đúng không? Nomimasu là uống đấy. Tiếp theo, khi mà đuôi là ai chữ hợp thì nó mang nghĩa là có sự qua lại hoặc là trao đổi với nhau. Nếu như động từ các bạn có động từ vemas, bỏ mas thêm ai mas thì mang nghĩa là gì nhỉ? Lẫn nhau ấy, thì danh từ nó là có cái sự qua lại trao đổi lẫn nhau. Ví dụ shirimasu là biết, đúng không? Thì shirai là biết nhau, là người quen này. Tsukiai là gì đây nhỉ? Mối quan hệ, chơi kết giao với nhau. Hanashiai là gì? Sự bàn bạc trao đổi, giống như từ sodang. Tiếp theo từ tori. Từ tori khi đứng đầu, đúng nhỉ? À, hai cái nakama các bạn lưu ý này, ví dụ khi các bạn nhìn thấy đằng trước nó có cái dấu ngã, tức là một từ các bạn điền vào đây và đằng sau như này, thì đây thì cái phần cái từ nakama này người ta gọi là tiếp vĩ ngữ nhá, tức là cái từ đứng sau, đúng nhỉ? Tương tự ai là tiếp vĩ ngữ, còn tori này gọi là tiếp đầu ngữ, đúng nhỉ? Hoặc là từ gì đây nhỉ? Từ động từ phức đấy, nó ghép với lại những động từ khác, thì cái tori này nó không có nghĩa cố định, chứ không phải là nó mang nghĩa cố định là không cố định các bạn nhé. Đấy, hiểu không? Tức là không phải là cái khi có từ tori này thì nó mang nghĩa là không cố định, mà là cái từ này nó tùy vào từng từ, chứ không phải là nó có một sắc thái chung như mấy cái thằng này. Ví dụ torikesu nghĩa là hủy xóa, nó giống từ kenseru. Toridasu là lọ moi ra, lấy ra. Torikaeru là trao đổi, đổi. Thực ra thì gọi là nếu mà phân tích chi li ấy, thì nó chính là cái kiểu là mình lấy ấy, rồi mình làm hành động phía sau ấy. Ví dụ lấy ra ấy, đúng không? Mình phải lấy đã, xong mình móc ra được. Đây mình lấy rồi mình mới trao đổi, mình thay thế được. Một từ cộng với từ zukai nghĩa là cách thức làm cái đó, đúng nhỉ? Đấy. Zukai đây không phải là zukai, không phải là chữ sử, mà đây là chữ khiển trong từ haken ấy. Các bạn đi Nhật thì biết rất là rõ cái từ haken nghĩa là phái cử rồi, đúng không? Ví dụ kotoba zukai là cách dùng từ này, kane zukai là cách tiêu xài. Ví dụ người ta có cái từ cô kane zukai ga arai là tiêu xài một cách hoang phí ấy. Kizukai là sự lo lắng quan tâm, nó hơi khác khác đi với này một chút, nó không phải là cách khí gì gì đó, đúng không? Nó là sự lo lắng quan tâm đến một ai đó nhá. Tiếp theo phần 4 nhỏ đấy là phần phó từ, đúng không? Ở đây thì người ta sẽ có thì đây nhỉ, người ta nói một chút tại sao đây là những từ bôi 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 đen. Những cái từ bôi đen này là những từ được cho là từ vựng N2, còn những cái từ nào mà gì đấy, những cái từ nào mà người ta không bôi đen ấy là người ta cho rằng là các bạn đã học những cái từ đấy ở những cái cấp dưới rồi. Ví dụ nhá, câu số 1 này, kare to wa naganen shitashi tsukiai o shite kita, tức là từ naganen là chữ trường và chữ niên có nghĩa là gì nhỉ, có nghĩa là nhiều năm, lâu năm, đúng không? Câu này dịch là tôi thì có mối quan hệ thân thiết lâu năm với anh ta. Tatoe thì cái này các bạn học ở trong ngữ pháp N3 rồi, nó đi với temo demo nghĩa là cho dù, đúng không nhỉ? Giả sử có. Tatoe shinju demo hanashi takunai koto mo aru, tức là cho dù là bạn thân ấy thì cũng có những điều không muốn nói ra, đúng nhỉ? Đây là hanashi, không bỏ một cái shi này đi nhá, không có. Thì tatoe sẽ đi cố định với lại temo hoặc là demo. Tiếp theo câu số 3 có từ chitomo. Chitomo là một chút cũng không, đúng nhỉ? Nó nghĩa là một một ngay cả giống từ skoshimo hay là từ zen zen đấy, đi với thể này. Ví dụ 10 nen buri ni itoko ni atta ga
Chitomo kawatte inakata, tức là tôi đã gặp lại đứa em họ hơn 10 năm chưa gặp, thế mà nó chẳng hề thay đổi một chút nào hết, đúng không? Một chút cũng không thay đổi. Số 4 này. Ano kyodai wa marude futago no yo ni kao ga niteru, tức là anh em kia ấy thì khuôn mặt đúng nhỉ, giống nhau cứ như thể là anh em sinh đôi. Thì cái từ marude nó nghĩa là cứ như là, đúng không? Nó nhấn mạnh cái sắc thái của tự của cái ngữ pháp yoni và mitaini nhá, nó thể hiện cái sự giống nhau, cái sự tương tự. Đấy, đấy là một số cái biểu hiện ngữ pháp các bạn cần lưu ý. Tiếp theo chúng ta sang bài số 2. Bài số 2 của chúng ta vẫn là chủ đề về Ningen, về con người. Thế nhưng mà trong này sẽ không phải là các mối quan hệ như ban nãy, mà sẽ là Hito no seikaku tokucho, các đặc trưng và các tính cách của con người. Chúng ta cùng xem nhé. Đầu tiên này, về phần seikaku. Ví dụ, đây là những cái biểu hiện đối nghĩa của nhau. Các bạn quan sát ở đây. Chúng ta xem từ trên xuống dưới này. Đầu tiên, chúng ta có từ seikyokuteki là tích cực, đúng không? Tích cực tính, có tích cực tích có nghĩa là người có tính tích cực đấy, vui vẻ vui tươi, không bị buồn phiền sầu não, dù có bị thi trượt vẫn à lần sau ta tiếp, đúng không nhỉ? Trái với nó sẽ là từ shokyokuteki, nghĩa là tiêu cực, người lúc nào cũng ủ dột, đúng nhỉ? Thua một lần trượt một lần là bắt đầu không thiết cái gì nữa, không màng cái gì nữa, đúng không? Otonashi, otonashi nếu mà viết kanji nó là chữ đại và chữ nhân. Thì người otonashi có nghĩa là người lớn, người trầm tính, người ít nói. Đấy. Thì ngược lại với người otonashi sẽ là người yakamashi. Yakamashi là người ầm ĩ hay gây chuyện, đúng nhỉ? Tiếp theo từ shincho. Shincho là chữ thận và chữ trọng. Nó có nghĩa là người thận trọng, đúng nhỉ? Người cẩn thận. Thì đối ngược với lại người shincho sẽ là người sosokashi, đúng nhỉ? Sosokashi có nghĩa là người hấp tấp, vội vàng. Đấy. Lúc nào cũng muốn làm mọi thứ nhanh là nhanh, nhưng mà nhanh nhẩu đoảng. Kichinto-shita. Kichinto-shita, các bạn được học từ Kinchito rồi đúng không? Kichinto có nghĩa là chỉn chu, đúng không? Ngăn nắp cẩn thận. Đấy, thì Kichinto-shita là người chỉn chu nhá. Đấy, thì ngược lại với nó là người Darashinai, là người luộm thuộm cầu thả, đúng nhỉ? Kiyona, Kiyona là người khéo léo. Khéo léo đây là khéo léo về mặt khéo tay ấy. Đấy. Thì ngược nghĩa với nó là Bukiyo, là người vụng về. Tiếp theo chúng ta có từ chữ yếu và chữ lĩnh, đúng nhỉ? Yorio, đúng nhỉ? Yorio ngay có nghĩa là người tháo vát, lanh lợi, nhanh nhẹn. Thì ngược lại với nó là người Yorio gawari, là người chậm chạp. Chậm chạp này là người không phải là cái mặt động tác nó chậm chạp, mà là người kiểu chúng ta thấy ví dụ khách đến, đúng không? Khách đến thì cái người Yorio gai người ta rất là nhanh nhỏu, người ta ra đón này, người ta mời nước. Còn cái người Yorio gawari thì người ta cứ đứng ý ra đấy, đúng nhỉ? Cứ đứng đơ ra đấy, chả biết làm gì. Thì nó mang sắc thái nghĩa là như thế nhá. Kenkyo, kenkyo, kenkyo là chữ gì nhỉ? Chữ khiêm với lại chữ hư có nghĩa là khiêm tốn. Tại sao không phải là kenson? Kenson cũng là khiêm tốn, nhưng mà từ kenson này chúng ta học ở trong phần từ vựng N1 cơ. Namaiki là người gì nhỉ? Chữ Hán là chữ sinh ý khí, có nghĩa là người tự cao. Kanga surudoi là người có trực giác nhạy bén, đúng không? Đấy, phán đoán tình hình rất là nhanh, nhạy bén này. Thì ngược lại với nó là nibui, là chậm chạp, trực giác chậm chạp chứ không phải là người vận động chậm chạp các bạn nhé. Yowaki, yowaki hay là gì nhỉ? Kiga yowai là người yếu đuối, ngược lại với nó là tsuyoki hay là gì nhỉ? Kiga tsuyoi là người mạnh mẽ. Đấy là các cặp từ mà gì đấy, cặp từ mà đối nghĩa nhau. Tiếp theo là những cái từ thuộc chủ đề, là từ thể hiện điểm mạnh của con người, chosho hay là còn gọi là tsuyomi ấy, tsuyomi của con người. Ví dụ tanomoshi hay là tayori ni naru, thì đây là chữ tín, à xin lỗi, đây là chữ lại, đúng nhỉ? Có nghĩa là tin cậy. Thì tanomoshi hay là tayori ni naru có nghĩa là đáng tin cậy nhá. Nó gần như là đây là chỉ dùng cho người thôi. Ví dụ nguồn thông tin đáng tin cậy, các bạn không có dùng cái từ tanomoshi này, các bạn sẽ dùng từ shinjirareru hoặc là từ shinrai dekiru, đúng nhỉ? Regi tadashi, regi tadashi, regi là lễ nghi, lễ nghĩa, tadashi là đúng, vậy thì regi tadashi là nghĩa lễ phép. Resena là điềm tĩnh, nó giống từ ochitsuku, đúng nhỉ? Yokina là chữ dương với chữ khí, đúng nhỉ? Người người lúc nào mình cảm thấy nó toát ra cái khí dương ấy là người rất là gì đấy, sôi nổi hài hước, đúng không? Hay là yumo ga được na ná nhau, đúng nhỉ? Người sôi nổi hài hước vui tươi. Haki haki shita, haki haki hanasu, khi đi với lại động từ như nói chẳng hạn thì nó haki haki hanasu có nghĩa là nói một cách rành rọt, đúng nhỉ? Tròn vành rõ chữ, gãy gọn. Còn haki haki shita là người rất là hoạt bát, đúng không? Nhìn vào thấy rất là tràn đầy sức sống. Itsumo Nico Nico Shiteru,
Nico Nico chúng ta biết rồi, nó là cười đúng không nhỉ? Cười một cách cười không phải là cười to là gera gera, còn Nico Nico là cười nhỏ thôi, cười tủm tỉm ấy, nhưng mà nó rất là tươi đúng không? Warate rự nhá. Cũng đi với lại từ Nico Nico. Jun suina là trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên đúng không nhỉ? Chữ Hán là chữ thuần với chữ túy. Odayaka là điềm đạm đúng không? Điềm đạm thì cái chữ Odayaka này có nghĩa nó dùng cho tính cách của con người, nó cũng gần gần giống cái từ DC một chút. Tiếp theo, đối ngược với lại từ những cái trô trộn sẽ là những cái tan trộn, những cái điểm yếu đúng nhỉ, những cái tính cách mà được coi là không tốt của con người. Đó, ví dụ đầu tiên là Wagamama. Wagamama là ích kỷ, nó giống từ kate, chữ thắng với chữ thủ vậy đúng nhỉ? Wagamama là ích kỷ này. Goin là người gia trưởng. Người gia trưởng là người lúc nào cũng coi mình là nhất đúng nhỉ, coi mình là người có quyền hành, có quyền quyết định mọi thứ, áp đặt mọi người phải theo. Atsukamashi hay là zuzushi. Zuzushi có nghĩa là trơ trẽn, mặt dày, không biết xấu hổ đấy. Ví dụ như là lúc nào tiền lần trước nợ người ta còn chưa trả đã lại đến vay thì gọi, thì dùng cái từ này nhá. Hoặc là lúc nào cũng nhằm nhè, đến bữa cơm người ta ăn thì đến đúng lúc đấy thì có thể dùng hai cái từ atsukamashi hay là từ zuzushi như này. Kechina là người bùn bùn xỉn, keo kiệt đúng nhỉ, không chịu chi, suốt ngày chỉ thích người ta bao, người ta đãi thôi. Rambona hay là kiga arai thì có nghĩa là người, rambo là chữ loạn, chữ bạo đúng nhỉ, loạn bạo này không phải là bạo loạn, nghĩa là gần gần giống thôi chứ không phải là cuộc bạo loạn nhé. Dambona hay là kiga arai có nghĩa là cục cằn, thô lỗ, vô lễ đúng nhỉ, người chúng ta hay dùng người vô học đấy. Hikyona là người ranh ma, xảo trá, xảo quyệt. Hito hekide unagiru. Heki chúng ta học ở trong N3 hình như học rồi, N3 Mimi học rồi, có nghĩa là bình thản đúng không? Unagiru là có nghĩa là phản bội, thì đây là phản bội người khác mà vẫn bình thản đúng nhỉ, đây là trơ tráo phản bội người khác nhé, không biết ngại đúng nhỉ, không biết xấu hổ. Itsumo ibateru, cái chữ này có thể phân tích được này, động từ gốc của nó là ibaru, i đây là chữ uy trong từ uy lực, uy thế, đây là chữ động từ haru nghĩa là căng, à cái người lúc nào cũng kéo căng cái uy lực, cái uy thế của mình ra thì là một người rất là kiêu ngạo hậm hĩnh đúng không, nhớ nhá. Ibaru ibateru là người kiêu ngạo hậm hĩnh. Itsumo fuzaketeru đúng nhỉ, là gì, người lúc nào cũng bỡn cợt, đùa giỡn đúng nhỉ, trêu chọc, chọc ghẹo đấy, ví dụ hay có cái câu là đừng có đùa nữa đúng nhỉ, fuzakeru na đấy, fuzakenai de. Sugu ni akiru hay là akipoi có nghĩa là người rất là nhanh chán, cả thèm chóng chán. Tiếp theo, sugu ni awateru có nghĩa là gì nhỉ? Các bạn có từ awateru ở đây là bối rối, hoảng hốt, luống cuống nhé. Thì đi với từ sugu ni nó mang nghĩa là người dễ bối rối, người hay cuống, người hay hoảng hốt. Và cuối cùng người ta cho các bạn một số cái từ này, người ta viết là dochira ni mo naru hyogen. Cái cụm này có nghĩa là gì? À, dochira chính là sở trường với sở đoản ở trên đấy, tức là những cái từ này tùy vào từng trường hợp mà nó mang nghĩa là sở trường hoặc sở đoản. Ví dụ nonkina hay là nonbirista có nghĩa là người vô tư, lạc quan, vô lo đúng nhỉ, có từng trường hợp mang nghĩa là tích cực đấy, thế nhưng mà có trường hợp tiêu cực, ví dụ nhà đang rất là nhiều việc, công ty đang rất nhiều việc, cứ vô tư chơi đúng nhỉ, như không vậy thì là tiêu cực. Hay là yoku shareo là người hay đùa, tùy từng trường hợp đúng không, mà đùa đấy là tốt hay xấu, thì tại sao người ta lại xếp vào cái nhóm là có thể là sở trường hay sở đoản là như vậy. Hay là số chốt cử là ý kiến là nói ra ý kiến thẳng thắn, thẳng thắn này đôi khi thẳng quá không tốt đúng không nhỉ, thì từ số chốt cử này nó giống từ shojiki đúng nhỉ, shojiki là chữ chính với chữ trực, nó cũng mang nghĩa là thẳng thắn đấy. Một số từ vựng thuộc chủ đề shindi tâm lý, ichi này ningen no shindi wa fukuzatsu da, tức là tâm lý của con người ấy thì rất là phức tạp. Nếu mà biết kanji thì rất là lợi đúng không? Có thể đọc được luôn, hiểu được luôn. Kinchoshite doki doki suru. À, vì sao? Vì căng thẳng cho nên là doki doki là gì nhỉ? Là chống ngực nó cứ đập thình thịch ấy, hồi hộp. Thì có thể mọi người có thể chế là đố kỵ cho nên rất là hồi hộp đúng không? Rất là căng thẳng. Basu ga konakute iraira suru. Iraira thì có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là sốt ruột. Đấy, ví dụ chờ mãi nó không đến ấy, người mình rất là kiểu như là khó chịu và cảm giác là nóng nóng trong người ấy, thì dùng cái từ ira ira này nhá, sốt ruột. Thì nhớ những cái từ láy này khá là khó đúng nhỉ, mình có một cái phương pháp, đấy là phương pháp âm thanh tương tự mình hay dùng để mình nhớ từ láy, thì các bạn có thể tham khảo thêm một số cái bài đăng ở trên page Ánh Sensei nhá, hoặc là mình thỉnh thoảng mình có đăng lên nhóm thì các bạn có thể tham khảo thêm ở đó.
bố này, kiraku ni kangaeru có nghĩa là suy nghĩ một cách thoải mái, một cách nhàn, một cách đơn giản thôi, đúng nhỉ, không làm quá vấn đề nó lên. Kigen ga wari có nghĩa là tâm trạng tốt, tâm trạng không tốt. Cái từ kigen này rất là nhiều cái nghĩa, đúng nhỉ? Đấy, ví dụ ikagen, à, xin lỗi, đấy là kagen không phải là kigen. Kigen thì mang nghĩa là tâm trạng hoặc là sắc mặt tùy trường hợp. Tiếp theo yosu, những từ chỉ bộ dạng dáng vẻ, ví dụ gì nhỉ, hito ga suki da, đây không phải là jin nhá, đánh furigana sai đấy. Hito ga suki da kirai da, thích người như nào, ghét người như nào. À, thích người seketsu. Seketsu na là người gì đấy, người sạch sẽ, đúng nhỉ? Các bạn lưu ý cho mình cái từ seketsu này ấy, nó chỉ là sạch sẽ về cái việc là trên bề mặt vật rắn, đúng nhỉ, không có vết bẩn đấy, chứ không dùng cho chất lỏng hoặc chất khí các bạn nhé. Ví dụ nước sạch các bạn dùng seketsu na mizu, là không, người ta không nói đấy, các bạn sẽ dùng từ kirei na mizu hoặc từ kiyoi, lưu ý đó. Fuketsu là bất khiết, có nghĩa là không sạch, bẩn thỉu này. Mikake, mikake là bề ngoài, đúng nhỉ, bề ngoài làm sao. Hade, hade là bóng bẩy, lòe loẹt, sặc sỡ. Ngược lại với nó là jimi, là giản dị, đúng nhỉ. Giản dị jimi này nó lại không thực sự là mang tính chất là tốt lắm, nó kiểu như là quê quê thô kệch ấy đấy. Tiếp theo một số từ thuộc chủ đề gokese, ngữ hình thành. Đầu tiên đó là khi các bạn thêm teki vào một số danh từ, các bạn sẽ biến nó thành tính từ. Ví dụ các bạn có danh từ sekyoku là tích cực, thì các bạn thêm teki vào được từ là gì nhỉ, sekyoku teki na là mang tính tích cực nhá. Tương tự với từ shokyoku teki na là mang tính tiêu cực. Shinri là tâm lý, thì shinri teki na là mang tính tâm lý. Ví dụ shinri teki na gensho là hiện tượng mang tính tâm lý, đúng không? Khi các bạn thêm chữ bất đứng trước nhiều tính từ thì các bạn sẽ biến cái tính từ đấy thành dạng phủ định. Ví dụ dạng gì nhỉ, dạng dạng gốc của chúng ta là từ kyo là khéo léo, thì thêm từ bất vào đọc là bư kyo là vụng về, đúng không? Tùy trường hợp nhé, có trường hợp nó đọc là phư, có trường hợp đọc là bư. Ví dụ hư majime thì đọc là majime, có nghĩa là nghiêm túc, thì hư majime là không nghiêm túc này. Khi các bạn thêm từ tadashi vào sau danh từ thì biến thành một tính từ mới mang nghĩa là gì nhỉ, có cái tính chất như vậy, cái tính chất đấy rất là đúng đắn chuẩn mực. Ví dụ degi là lễ nghi, lễ nghĩa, đúng không, phép xã giao, thì degi tadashi nghĩa là lễ phép lịch sự đấy, ngoan đấy. Kisoku là quy tắc, thì kisoku tadashi là đúng quy tắc. Tiếp theo khi mà các bạn thêm chữ nhỏ cộng poi vào thì được từ mang nghĩa là thể hiện cái tính chất đặc trưng của cái từ đó, thông thường là không tốt. Cái này các bạn được học ở phần trong phần ngữ pháp N3 rồi, đúng không? Ví dụ động từ akimasu là chán, thì akipoi là chỉ người dễ chán, đúng không? Okuripoi là gì nhỉ? Người dễ nổi giận này. À xin lỗi, đây không phải okuripoi mà là ikaripoi nhá. Wasurepoi là người dễ quên, người chóng quên. Hay một số cái từ như là kodomopoi thì đấy không phải là động từ mà là danh từ, đúng không? Nghĩa là người như trẻ con rồi, thì gì nhỉ? Otonapoi chỉ con gái mà như con trai ấy, con trai mà như con gái là gì nhỉ? Onapoi chẳng hạn. Tiếp theo chúng ta có phần phó từ. Đầu tiên là từ wazato. Wazato có nghĩa là cố tình, cố ý, đúng nhỉ, cố tình, cố ý nói hay thể hiện những cái điều đấy cho người ta biết. Ví dụ tanaka-san wa hazukashi toki wazato rambo na kotoba zukai o suru, tức là anh Tanaka khi xấu hổ ấy thì thường cố tình nói những lời thô lỗ, đúng nhỉ, kiểu như để thể hiện mình là người mạnh mẽ đấy, đúng không? Khi mà ngại ngùng, khi mà xấu hổ ấy thì phải cố ra vẻ là mình không như vậy, mình đang không ngại, không làm sao đâu, thì cố tình nói những cái điều như vậy, thực tâm là không có muốn nhưng mà thể hiện ra bằng cái khác với lại trong tâm mình nghĩ, thì dùng cái từ wazato, đúng nhỉ, cố tình cố ý này. Tiếp theo số 2 là từ isai. Isai là chữ nhất với chữ thiết, thì nó sẽ đi với thể nai mang nghĩa là hoàn toàn không, đi với thể phủ định nhá, giống từ zen zen ấy, hay là giống như bài hôm trước chúng ta học từ chỉ tốt mộ. Ví dụ kare wa totemo kechi de isshou ni gohan o tabeta toki mo isai o kane o harawanai, tức là hắn ta rất là keo kiệt, rất là kẹt xỉ, rất là kibo, đúng nhỉ, khi ăn cơm cùng nhau cũng không bao giờ trả tiền đấy, cũng hoàn toàn không hề có trả tiền. Các bạn có thể thay bằng zen zen hay là gì nhỉ, chỉ tốt mộ cũng được. Số 3 này, mukashi wa nan demo tsuyoki datta chichi ga toshi o totte mekkiri yowaki ni natte shimatta, tức là ở đây có từ mekkiri nghĩa là trông thấy,
Nó chỉ cái sự thay đổi rõ ràng nhá. Ngoài đi với những từ ví dụ giảm đi trông thấy này, già đi trông thấy, yếu đi trông thấy, đấy, nó đi cố định như vậy, nó thể hiện cái một cái sự biến đổi một cách rất là rõ ràng, có thể nhận ra ngay bằng 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 bằng, bằng các giác quan ấy, ví dụ như mắt, mũi thì gì nhỉ? Cảm giác chẳng hạn. Ví dụ câu này có nghĩa là bố tôi ấy thì ngày xưa thì rất là mạnh mẽ vững vàng đúng không? Thế nhưng mà khi mà bố tôi già đi ấy, thì bố tôi trở nên gì nhỉ? Trở nên yếu đi đúng không? Trở nên mọi thứ nó không quyết đoán được như trước nữa. Trông thấy rõ luôn đúng nhỉ? Câu số 4 này. Yūnen buri ni atai itoko wa aikawarazu otonashikute hotondo hanasanakata. À, cái đây có từ aikawarazu có nghĩa là không đổi đúng nhỉ? Vẫn như trước, vẫn thế. Thì nó diễn tả cái sự gì đấy, cái sự không hề biến đổi một chút nào, zen zen kawaranai đúng không? Không biến đổi một chút nào từ trước đến bây giờ. Thì các bạn sẽ dùng cái phó từ này như vậy nhá. Câu này là ông anh họ, ông em họ cả chục năm rồi vẫn trầm tính như vậy đúng không nhỉ? 10 năm trước chắc ngồi với nhau 1 tiếng nói được một câu thì 10 năm sau gặp lại thì nói được 25 câu chẳng hạn đấy. Thì cái sự cái tính cách nó vẫn không hề đổi, thì chúng ta có thể nhấn mạnh bằng cách là dùng từ aikawarazu nhá. Tiếp theo chúng ta sang bài số 3. Bài số 3 là bài chủ đề vẫn là con người. Như bài 1 chúng ta học về các mối quan hệ, bài 2 học về các từ chỉ tính cách. Thì bài 3 sẽ học về gì nhỉ? Những cái từ chỉ gì đấy? Kanjo là tình cảm hay là kodo của con người đối với nhau. Các bạn có đầu tiên là kanjo là các từ chỉ tình cảm. Thì có 3 cột các bạn để ý này. Đầu tiên là hito. Đúng nhỉ? Tiếp theo là hito gì đấy? À xin lỗi mọi người, đây không phải là hito, đây không phải là hito nhưng đây là hito ni nhá, mới đúng, không phải hito đâu. Một là hito, hai là hito ni và ba là hito ngó. Đầu tiên từ udayamu, udayamu có nghĩa là đố kỵ với ai đó đấy, đúng nhỉ? Gato ví dụ nó được điểm 10 ấy, mình được có 9,75 thôi nhưng mà cái bản tính gato trong người lúc nào cũng cảm thấy không hài lòng cái điều đấy. Sonke suru là chữ tôn với chữ kính thì đồng nghĩa với nó là từ uyamau, đúng nhỉ? Uyamau là chữ kính đến một mình cũng mang nghĩa là tôn kính, kính trọng ai đó. Utagau là gì đấy? Là chữ nghi có nghĩa là nghi ngờ. Osoreru là chữ khủng đúng nhỉ? Có nghĩa là sợ hãi đúng không? Hito osoreru. Ví dụ mukashi gì nhỉ? Kodomo no toki chichi o osoreta đúng nhỉ? Hồi còn bé thì tôi rất là sợ bố. Nikumu là ghét này. Uramu là hận. Đấy, hoặc hai từ này có thể coi là đồng nghĩa với nhau cũng được. Kira hay là iagaru có nghĩa là không ưa nhé, ghét. Nó mức độ nó thấp hơn cái từ ni cư mự hay ura mự một chút. Đây là kiểu như căm ghét đến tận xương tủy rồi. Còn cái này thì nó mang tính chất nhẹ hơn một tí. Hito ni đi với lại keio motsu hay harau mang nghĩa là kính trọng đúng nhỉ? Đây có từ kính và chữ ý đấy đúng nhỉ? Có một mang một cái lòng kính trọng với ai đó. Thì cũng gần gần giống như sonke hay là ừ đây nhá, uyamau thôi. Akogareru. Akogareru là đề N2 tháng 12 vừa rồi vừa mới ra. Có nghĩa là ngưỡng mộ đúng nhỉ? Mình ao ước, mình khao khát được như vậy thì mình dùng cái động từ này nhá. Ví dụ như là senpai ni akogareru đúng nhỉ? Nghĩa là mình rất là ao ước, rất là khát khao được trở thành người giống như senpai. O kanjiru, on đây là chữ nhân. À xin lỗi chữ chữ ân đúng nhỉ? Thì đây là cảm thấy ân nghĩa đúng nhỉ? Mang ơn một ai đó. Shitsubo suru là thất vọng đúng nhỉ? Thất vọng nó giống từ gakari ấy. Tiếp theo hito ngã, đây là đi với từ gã thì đằng sau nó thường là tính từ. Ví dụ udayamashi là đáng ghen tị này. Đấy, đáng ghen tị với ai đó nhá. Nikui, nikurashi là đáng ghét. Aware, kinodoku hay là kawaiso ở ngoài người ta hay dùng từ kawaiso na ấy, nghĩa là đáng thương. Nani nani tomo, ví dụ moshi wakenai sumanai nghĩa là có lỗi đúng không? Arigatai là cảm thấy biết ơn. Đây là một số cái từ chỉ tình cảm. Tiếp theo là một số từ chỉ hành động. Ví dụ hito chúng ta có này. À, nagusameru là đấy an ủi này. Kenas là bôi nhọ đúng không? Người ta không có làm như vậy mà là nói xấu người ta đúng nhỉ? Gán ghép cho người ta những cái điều không hay không tốt thì dùng từ kenasu này. Nonoshiru, nonoshiru là chửi bới nhá. Đấy. Nidamu là lườm.
Sakeru là lảng tránh, đúng nhỉ, không muốn gặp ai đó cho nên là tìm hết cơ hội này đến cơ hội nọ để tránh người ta. Đây là Hitoni, đúng nhỉ, không hiểu sao cứ bị gõ nhầm cái trợ từ ở đây. Hitoni, Hitoni, Jogen suru hay là Chukoku suru. Jogen là trợ ngôn, có nghĩa là khuyên nhủ, đúng nhỉ. Chukoku là chữ chung và cáo nghĩa là dặn dò, thì đây là khuyên nhủ, dặn dò ai đó, cho lời khuyên. Itsukeru là sai bảo, sai khiến. Hiniku o yu, Hiniku là chữ bì và chữ nhục, đúng nhỉ. Nếu mà phân tích nó là chữ hi, đây là chữ bì là da, niku là thịt, đúng nhỉ. Chả hiểu tại sao lại hiniku o yu lại là nói giễu cợt, chế giễu, châm chọc. Butsu butsu là cái từ chỉ kiểu cái dáng vẻ nói nhỏ ấy, đúng nhỉ, chỉ có lào bà lào bào nói suốt nhưng mà những cái âm thanh nó không phát ra to ấy, đấy, lặp đi lặp lại thì dùng cái từ butsu butsu này. Hư hê là chữ bất bình, đúng nhỉ, thì butsu butsu to hư hê o yu là nói lào bào, đúng nhỉ, lào bà lào bào, làm nhảm những cái điều bất bình nhá. Jiman suru là chữ Hán là chữ tự với chữ mãn, có nghĩa là tự hào, tự mãn. Kodomo ni donaru là quát đứa bé, đúng nhỉ. Đây các bạn có chữ, đây là chữ nộ, đúng nhỉ, trong từ thịnh nộ. Đây là chữ động từ này vốn nghĩa là naru, nghĩa là ví dụ chim kêu, chim hót thì dùng cái này ấy, hoặc là chuông cũng vậy, thì nó ghép với nhau đồ naru, nghĩa là quát lên, đúng nhỉ, hét lên với đứa trẻ. Himitsu là bí mật, kakusu là chữ ẩn, nó nghĩa là giấu. Himitsu o kakusu là giấu bí mật này. Uwasa là tin đồn, đúng không, hiromeru là làm lan rộng cái tin đồn, tung cái tin đồn. Gokai là hóa giải, toku gokai o toku có nghĩa là hóa giải hiểu lầm, và dạng tự động từ là gokai ga tokeru là hiểu lầm được hóa giải. Kenkashita tomodachi to nakanaori suru, các bạn có từ naka là mối quan hệ, đúng không, naori naoru là sửa chữa, được sửa chữa, đúng không nhỉ, vậy thì ghép vào ra động từ là nakanaori suru, nghĩa là làm hòa, làm lành với cái đứa mà gì đấy mà mình cãi nhau với nó hôm trước. Một số từ chỉ lễ nghĩa nhé, ví dụ etiketto, saho hay là mana đều mang nghĩa giống nhau, nghĩa là gì nhỉ, phép tắc, xã giao, quy cách ứng xử. Đi với từ mamoru nghĩa là tuân thủ, còn trái nghĩa là từ yaburu. Tadashi keigo tsukau, keigo là kính ngữ, sử dụng đúng kính ngữ này. Hanko tiki na taido toru, có thái độ hanko, hanko là phản kháng, đúng nhỉ, có thái độ phản kháng, ví dụ như là giao học sinh làm bài tập về nhà ấy, nhưng mà học sinh kiểu lý do lý chấu, xong là nói các bạn ấy không nghe, xong các bạn ấy còn kiểu ra kiểu chống đối ấy, thì dùng cái từ hăng cô tích kỳ na thái độ là trong cái trường hợp như vậy, đúng nhỉ, có cái thái độ phản kháng này. Đô tô cửa yushi suru, ở đây có từ đô tô là chữ đạo, chữ đức, có nghĩa là đạo đức. Yushi là chữ trọng và chữ thị, trọng là nặng, thị là trong từ thị nghĩa là nhìn đấy, đấy thì nhìn nhìn nặng, coi trọng, đúng không, coi trọng đạo đức. Vậy thì ngược lại từ yushi sẽ là từ keshi, khinh thị, nghĩa là coi nhẹ, các bạn lưu ý nhé. Kichin to shita shise de suwaru, từ shise là tư với thế, đúng nhỉ, có nghĩa là tư thế, tư thái, điệu bộ, dáng vẻ, rất là nhiều nghĩa. Đây là ngồi một cách gì đấy, ngồi một cách nghiêm chỉnh, một cách gì nhỉ, một cách gì nhỉ, một cách nghiêm chỉnh đấy. Mitomo nai fukuso de dekake nai, mitomo nai là khó coi, đúng nhỉ, fukuso là trang phục, diện mạo đấy, sẽ không ra ngoài với một cái trang phục, một cái diện mạo khó nhìn, khó coi, đúng không, bẩn thỉu, lôi thôi lếch thếch. Một số từ vựng thuộc chủ đề về tình yêu này, denai luyến ái, đúng không, ví dụ jose danse ni moteru có nghĩa là có duyên, có sức hấp dẫn với nữ giới hay là nam giới. Moteru là có duyên, có sức hấp dẫn nhé. Watashi no diso no type có nghĩa là mẫu người lý tưởng của tôi. Machi de guzen hito mikakeru, guzen đây là ngẫu nhiên, mikakeru là vô tình nhìn thấy, mình không cố ý nhưng mà nó đập vào mắt mình ấy, thì dùng cái động từ này. Đây là gì nhỉ, tình cờ, ngẫu nhiên nhìn thấy trên phố. Ai ngã sameru là tình yêu gì nhỉ, tình yêu, đây là động từ sameru có nghĩa là nguội đi ấy, thì đây mình dịch là tình yêu phai nhạt hoặc là tình yêu nguội lạnh, đúng nhỉ. Koibito tố hư hư rất là nhiều nghĩa trong, nhưng mà trong trường này không phải là rắc hay vẫy người yêu mà là gì nhỉ, bỏ người yêu nhé các bạn nhé, bỏ, bị người yêu bỏ sẽ là koibito tố nhi furare rự, đúng nhỉ. Shichiren suru là thất tình, người ta ghép thất với luyến chứ không phải là thất tình, ghép thất với tình đâu. Đó là một số từ vựng của bài số 3. Tiếp theo phần ngữ hình thành, chúng ta có một số cái cách dùng như sau. Đầu tiên, khi thêm ga được thì nó thể hiện ra bộ dạng thái độ rõ ràng hơn so với lại cái gì nhỉ, cái tính từ ban đầu. Ví dụ iya ga được là không ưa này, hoshi ga được là muốn, có, ao ước.
Ví dụ hồ si là dùng cho việc tôi muốn có gì đó, nhưng mà nếu nói là cho người thứ ba ấy, đúng không? Người thứ ba thì chúng ta không thể nào chúng ta là người ta mà chúng ta biết được chính xác là muốn cái đấy được. Thì do vậy dùng người thứ ba chúng ta phải dùng hồ si garu. Nó giống như kiểu là à, nhìn thì có vẻ người đấy đang muốn có cái đấy đấy, đúng không nhỉ? Thì nó thể hiện gì đấy? Nó thể hiện là cái bộ dạng, cái thái độ như vậy, giúp chúng ta có được cái phán đoán là có vẻ như thế nhá. Tương tự với ijagaru là nhìn có vẻ như là người đấy không ưa cái gì đấy. Rashi nghĩa là thể hiện một cách toàn thể. Ví dụ nigurashi là đáng ghét, kawaii đáng yêu. Thực ra thì nó cũng khá là giống cái từ nikui hay là từ kawaii thôi. Đi thi sẽ không có cái bài nào bắt các bạn phải phân biệt như vậy. Ví dụ các bạn nhìn lại cái phần từ mới ở trên đây này. Đây. Đây ví dụ nikui hay là nikurashi đáng ghét, người ta cho hai cái từ này đồng nghĩa với nhau, gần như là nghĩa giống nhau luôn. Thế nhưng mà chúng ta sẽ, nếu mà muốn biết ấy, thì mình sẽ nói cho một chút. Đấy là khi mà dùng dạng động từ, dạng tính từ thường ấy, ví dụ mình lấy từ kawaii đi, ví dụ kawaii onanoko ấy, thì nó thể hiện rằng à, cô bé đấy, cô gái đấy là một người dễ thương về mặt bề ngoài, về mặt gì nhỉ, về mặt điệu bộ bên ngoài thôi, tư thế dáng vóc. Thế nhưng kawaii onanoko ấy thì nó tạo ra một cái cảm giác là không phải chỉ là mỗi cái đấy, mà nó thể hiện gì đấy, nó thể hiện một cái không khí toàn thể, cả cái tính cách, đúng không, cả cái tính cách, cả cái cách hành xử và cái thái độ của bạn ý nữa. Đấy, nó mang tính toàn thể hơn là so với lại dùng cái dạng gì đấy, dạng tính từ thường nhá. Tương tự với từ nikurashi cũng vậy. Tiếp theo tsukeru thì chúng ta sẽ cũng không có, không mang nghĩa cố định. Ví dụ i tsukeru là sai bảo, musubi tsukeru là quấn lại, nối lại, đúng nhỉ, gắn lại, buộc lại. Tiếp theo meru, khi tính từ đối y, một số tính từ đối y, các bạn bỏ y và thêm meru thì các bạn biến tính từ đó thành động từ, thành tha động từ, đúng nhỉ? Các bạn bỏ y thêm maru thì biến thành tự động từ, còn biến thành bỏ y thêm meru thành tha động từ. Ví dụ hiromaru là cái gì đó nó rộng ra, thầy hiromeru là làm lan rộng, tsuyomaru là cái gì đó mạnh lên. Tương tự có tsuyomeru là làm mạnh, takamaru là cái gì đó nó tăng cao, takameru là làm tăng cái gì đó nhá. Tương tự có yoamaru, yoameru, đúng không? Rồi thì gì nhỉ? Fukamaru, fukameru này, sâu này, hay là gì nhỉ? Hay là từ gì nữa? Đấy, hai cái từ, lấy thêm từ gì nhỉ? Từ sâu với lại từ 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 yếu đi, như thế nhá. Tiếp theo teki. Khi thêm teki vào danh từ thì các bạn biến thành tính từ đôi na như hôm trước đã nói rồi. Ví dụ hanko là phản kháng, thì hanko teki na là mang tính phản kháng. Dotoku là đạo đức, thì dotoku teki na là mang tính đạo đức. Riso teki là gì nhỉ? Là lý tưởng. Vậy thì riso teki na là mang tính lý tưởng, đúng không? Thể hiện tính lý tưởng. Tiếp theo, phó từ. Ichi này. Kanojo wa masani riso dori no josei da. Tức là cô ấy ấy là đúng là masani, nếu mà viết kanji nó là chữ chính đấy. Cô ấy chính là, cô ấy đúng là cái người phụ nữ lý tưởng của tôi, đúng không? Omoikite có nghĩa là đánh liều, bạo dạn, đúng nhỉ? Omoikite kanojo ni kimochi o tsutaeta, tức là tôi đã đánh liều, tôi đã bạo dạn, tôi đã lấy hết can đảm để bày tỏ cái cảm xúc của tôi với cô ấy. Yoyaku là từ học ở trong N3 rồi, nghĩa là cuối cùng, đúng không? Các bạn có mấy từ thể hiện sự cuối cùng ấy? Từ tsuini rồi thì toto, yoyaku đấy. Zutto tsuki datta hito to yoyaku tsuki aeru koto ninatta, tức là cuối cùng ấy thì tôi cũng đã có thể hẹn hò với người mình thích bấy lâu nay, đúng không? Đấy, đây nó dùng dạng tsuki datta hito, tức là người mình đã từng thích trước đây và bây giờ chuyển sang yêu đương rồi, đúng không nhỉ? Thì từ yoyaku nghĩa là cuối cùng. Tiếp theo itsunomanika, các bạn học cái này trong N3 rồi, mà nghĩa là chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết từ khi nào. Ví dụ junemo tsuki ateru uchi ni itsunomanika kimochi ga samete shimatta, tức là chẳng biết từ khi nào ấy, trong suốt 10 năm hẹn hò. Đây có ngữ pháp uchi ni nhá. Uchi ni này mang sắc thái nghĩa là trong cái khoảng thời gian tiến hành cái đằng trước thì xảy ra cái sự biến đổi đằng sau, đúng nhỉ? Trong suốt 10 năm hẹn hò thì chẳng biết từ khi nào cảm xúc tình yêu nó đã nguội lạnh đi mất rồi. Đó, đó là các cái từ vựng của bài đầu tiên, chúng ta học ba bài như vậy. Khối lượng khá là nhiều, nhưng mà chúng ta không có cách nào khác bởi vì là cái lượng từ mới rất là nhiều. Vì vậy các bạn cố gắng là làm bài tập nhé, bài tập rất là nhiều đấy. Thì cứ thường là cứ sau ba bài ấy, thì sẽ có một cái video chữa bài tập đấy, và có một bài kiểm tra nhỏ khoảng 20 câu trắc nghiệm. Thì cố gắng là các bạn học và các bạn làm tốt. Các bạn có thể dùng nhiều cách, ví dụ các bạn là lập một cái bảng ấy, các bạn đánh tiếng Nhật một bên và tiếng Việt một bên,
À, các bạn đánh tiếng Nhật trước, đúng không nhỉ? Các bạn viết tiếng Nhật trước và các bạn viết tiếng Việt sang một bên. Xong là ví dụ khi học các bạn che một cột tiếng Nhật đi, các bạn để cột tiếng Việt, các bạn cố cố vận nội công để lấy được trong cái tiềm thức của mình xem từ đấy nghĩa là gì. Đấy. Tất nhiên là chúng ta cũng rất là bận, rất là nhiều việc, thế nhưng mà chỉ còn cách là phải cố gắng thôi. Rồi, chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn học bài và làm bài tốt. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.